Mới sáng sớm thức dậy, mở mắt ra, nhìn qua khe cửa sổ. Là ta nói ông chở mưa ha, mưa dữ dằn luôn á. Thấy mưa cú này là một chút không có đi chạy xe được nữa rồi đó. Mùa mưa tới rồi, là khổ thân cho mấy anh em chạy xe của tôi quá. Mới sáng sớm là mưa sớm rồi, nhiều bữa hay là mưa nguyên một ngày luôn. Rồi còn có nhiều bữa, giữa chừng đang chạy xe, cái chờ ống mưa. Đã chờ không có mưa, là chạy xe đã ế rồi, mà còn thêm chờ mưa nữa. Thôi như bữa nay, là một chiếc vlog thường ngày bình thường buổi sáng của tôi đi ha. Giờ là pha một ly cà phê để uống nè, cà phê sữa. Pha có một ly cà phê nhỏ xíu à, mà quên lỡ cắt luôn hai ống cà phê, cho nên là pha luôn, cho nên là để nước vô ít xịu à, cho nó kẹo kẹo uống nó mới ngon. Tưởng không có cái gì ăn sáng rồi, tự nhiên cái mở cái tủ lạnh ra gặp dĩa bánh chuối ngày hôm qua ăn còn dư, nhìn cái chén nước cốt không biết còn ăn được không nữa. Thôi giờ ăn sáng với bánh chuối chấm nước cốt, uống ly cà phê cho tỉnh táo ha. Nếu mà trời không có mưa là ăn giờ pha cà phê xong là đi chạy xe luôn rồi. Dĩa bánh chuối tối hôm qua tự làm tự hấp đó, còn dư được vài miếng, sáng này để ăn sáng luôn. Hên là cái chén nước cốt á còn ăn được, nó chưa có bị hiêu, ăn còn thơm với lại béo lắm. Bánh chuối này tự làm tự hấp á, cho nên là nó không có được đẹp, nhưng mà ăn cũng ngon lắm, chấm với cái nước cốt ăn nó thơm thơm béo béo. Cũng có ý định sẵn trước hết rồi, chừa lại ít miếng để sáng ăn sáng đi chạy xe đó, chứ không có tốt lành gì đâu. Ăn bánh chuối xong rồi no no cái bụng, uống thêm tí cà phê nữa, chèn ơi ta nói nó đã. Đây mới là một cuộc sống thảnh thơ thường ngày của tôi nè, tính ăn xong cho no bụng, uống cà phê cho tỉnh táo rồi ra chạy xe. Mà mở cửa ngó cái đầu ra ta nói chợ mưa ầm ầm, là đóng cửa lại đi vô nhà đi ngủ luôn rồi. Vậy là thấy bữa nay là không có tiền nữa rồi đó, có đi chạy xe được nữa đâu nữa mà có tiền.